Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội theo Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Quyện Minh Triết đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, 20 năm qua, nguồn vốn của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Nẵng ngày càng tăng với tốc độ tăng bình quân 18,68%. Từ nguồn vốn ban đầu chỉ gần 130 tỷ đồng, đến nay đã tăng lên hơn 3.700 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội chiếm tỷ trọng 97,2% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách. Tính đến nay, toàn thành phố đã có gần 420.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền gần 9.600 tỷ đồng. Qua đó, góp phần cùng thành phố hoàn thành vượt kế hoạch giảm nghèo hàng năm, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quyện Minh Triết đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội theo Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố, thể hiện qua những con số rất ấn tượng và chất lượng tín dụng. Một lần nữa là đánh giá rất cao sự tham gia của tín dụng chính sách xã hội vào trong cái thực hiện giải pháp như thế. Với một cái nguồn lực như vậy, trong 20 năm giúp cho hơn 420.000 lượt hộ nghèo chúng ta tiếp cận được cái nguồn vốn này. Rồi như vậy là giải quyết việc làm chỉ riêng cho khu vực hộ nghèo là 191.000 cái việc làm được hình thành từ cái việc sử dụng hiệu quả cái tín dụng chính sách xã hội này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quyện Minh Triết cũng cho rằng kết quả trên có được là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, chúc mừng sự lớn mạnh, trưởng thành và phát triển của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố qua 20 năm và yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, đề xuất thêm các chính sách tín dụng mới và mở rộng đối tượng thụ hưởng. Những cái tính hiệu quả trong tín dụng chính sách là phải đặt quan tâm hàng đầu, đúng đối tượng, hiệu quả. Ra soát lại xem là anh Minh với trách nhiệm là trưởng ban đại diện hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo ra soát cái nào mà hiệu quả thì tiếp tục làm, mà cảm thấy không hiệu quả mặc dù có chỉ đạo trên trong nghị định 78 nhưng mà mình phải tính toán để mà nó phù hợp với cái đặc thù của thành phố, tiếp tục đề xuất giải pháp các chính sách tín dụng mới phù hợp, đặc biệt là chính sách giảm nghèo, chính sách có việc làm và một số cái việc khác, chính sách nhà ở xã hội cho nó hiệu quả và nó rộng khắp hơn. Tôi cũng đề nghị là ngoài đối tượng hộ nghèo thì Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo nghiên cứu chính sách cho hộ có mức sống trung bình. Hộ có mức sống trung bình Đà Nẵng xác định là từ 2,5 đến 3,75 triệu đồng. Hộ có mức sống trung bình thì cũng nên có cái chính sách tín dụng xã hội cho đối tượng nào. Dịp này, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng được vinh dự nhận cờ xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ghi nhận thành tích 20 năm xây dựng và trưởng thành. 24 tập thể và 11 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ trên địa bàn Đà Nẵng. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cũng đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.